Đoạn clip ghi lại diễn di vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cách đây không lâu. Tài xế taxi vượt ngưỡng, không may đi vào điểm mù của xe tải. Trong khi đó, xe tải đang di chuyển tốc độ cao, không phanh kịp đã hút thẳng vào sườn taxi và kéo lê xe này khoảng 15 mét mới dừng lại. Chiếc taxi xoay ngang giữa đường trong trạng thái biến dạng đáng kể. May mắn là tài xế taxi chỉ bị thương nhẹ. Người này vẫn tỉnh táo và mở cửa bước ra ngoài. Taxi vượt ngưỡng bị xe tải đâm lê hàng chục mét, tài xế thoát chết bước ra khiến tất cả thở phào. Tình huống là lời nhắc nhở với những tài xế có thói quen liều lĩnh khi di chuyển trên cao tốc. Vượt ngưỡng thế có ngày đi gặp các cụ đấy. Một dân mạng gay gắt.